Ok, xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở cái khu vực đây, là các bạn biết không, phía trước chúng ta đó là cái tòa nhà của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chứ là ở đây là chúng ta đường ở Phạm Ngọc Thạch đó. Ở khu vực ở đây là chúng ta thấy là cái Center Tower. Và đây là cái gì ạ? Đây là chỗ cái nhà văn hóa thanh niên các bạn. Sát bên nhà văn hóa thanh niên. Thì hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có một cái hội chợ gọi là ẩm thực luôn. Rất nhiều gian hàng. Và hôm nay sẽ vào đây sẽ quay cho các bạn không khí ẩm thực ở Sài Gòn vào một cái chiều thứ bảy. Ở đây cực kỳ độc đáo. Và hàng năm thì rất ít khi tổ chức như này. Là 55.000 một con. Ăn thử đừng có bán luôn. Hay dạ. Dứt cơm nè. Đâu cao hả? Con này có gì vậy? Con này cao lắm, phải to hả? Con cao lắm, phải to. Đầu nhỏ lồi cho chim để chắc chấu chấu. Chấu chấu nó to hơn hả chú? Chấu chấu, chấu chấu to hơn cầu cầu. Ui, đây. Quá rồi đây. Con này là con sâu sâu chích. Sâu chích, sâu chích. Không phải sâu chích. Không phải hả? Con gì? Nó là con gì? Dạ, sau này không phải sống chết, sau này nuôi cái mô hình. À, nuôi được hả? À. Con dừa kìa. Quá trời luôn. Con cam. Dạ, bốn cái con cam. Con cam sống đây nè. Are you ready? What? Wow! Cái khu này quá đó cực kỳ tiếp dọc đúng không? Chị Lan. Em thấy bên wow! Gì em? Bánh bánh gì? Bánh trưng hay bánh thanh cung? Bánh thanh cung. À. Bán sạch hả? Dạ, một phần 30. Còn 30 hả? Một phần nha. Đến rồi luôn nè bạn. Hồi này diễn được mấy ngày đi? Ngày mai nữa hả? Ngày mai nữa hết hả? Coi là hỏi gì vậy? Món ngon ẩm thực, món ngon các nước. Các nước luôn hả? À. Cũng quay lên là truyền hình nữa đó. Ok, cảm ơn em. Ăn cái gì đi em ơi.
sân khấu của Thái Lan nè. Đây là liên hoan ẩm thực các nước luôn các bạn, lần thứ 14. Wow, các nước luôn nha, không phải của Việt Nam đâu. Ở đây sân khấu chính hiện tại là có màn xiếc lửa. Thank you.
phía bên kia có cái gian hàng của Bình Định, gọi là bánh cuốn Bình Định các bạn ơi. Đông quá trời luôn kìa. Cái hội lễ hội này nó diễn ra trong vòng 2 ngày, ngày mai là hết các bạn. Em ơi, cái sơn. Cái này mấy tiền? 25.000. Ok, để quay cho các bạn xem là cái quy trình họ làm bánh cuốn đó. Bánh cuốn Lê Sơn nha. Bánh cuốn mình định là có order bên kia phía trước em biết. Order bên kia. Đây, bánh quê hương mình đây bạn. Đó, ớt không? Ớt ớt. Ok. Bao nhiêu cuốn vậy? Dạ 15.000 ạ. Đấy cho chị hai cuốn với một mâm bánh bèo. Chị có bao nhiêu cuốn vậy? Dùng thử đi chị, hào nước không ai. Lấy cho 2 cuốn luôn bé. Order ở đâu? Hai cuốn hả? Chị bán cho chị cắt nè chị ơi. Thôi đi đây, đi đây. Nhiều quá. Được, bảo lấy đi đây lấy. Dạ ý là nè, đây. Đấy là cắt sẵn thôi mà. Đây 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 đi. Thôi bảo chưa hiểu thôi. Chị chưa hiểu. Dạ, một cuốn đúng không? Hai cuốn luôn. Không không, con này hai cuốn. Hả? Hai cuốn. Đấy là cái chị kêu một cuốn thì cắt sẵn thôi mà. Rồi thôi, được rồi. Ra được. Ủa?
Tây Sơn đó là quê hương của anh dùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ các bạn. Đây áo vải cờ đầu luôn nè. Đông lắm, đông lắm, đông cực kỳ luôn các bạn. Chào mừng các bạn ở khu vực này là ngay chỗ là nhà văn hóa thanh niên của thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Bánh cuốn, bánh cuốn, cái này là gọi là bánh cuốn Tây Sơn. Có gì em? Đỡ nguyên đây khỏi cắt được. Ok. Cho cái bịch đi. Bỏ cái bịch đi. Okay. Đây là cái món của quê hương mình bạn. Ở đây là tây ta là đủ nha các bạn. Bia. Ôi. Ngọc luôn rồi.